nói kính chào quý vị và các bạn. kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. bước vào những ngày cuối tháng 10, toàn thế giới lại nô nức đón chờ lễ hội ma quỷ Halloween. lễ hội này bắt nguồn từ Ireland, sau đó lan rộng đến các nước Âu Mỹ và cuối cùng là Châu Á. những năm trở lại đây, giới trẻ Việt Nam bắt đầu quan tâm và thích thú với màu sắc ma mị sôi động của lễ hội kinh dị này. nhiều loại hình sự kiện được tổ chức rầm rộ tại khắp các tỉnh thành để đáp ứng nhu cầu giải trí của các bạn trẻ. Vậy cùng xem bên cạnh sự ồn ào náo nhiệt của Hà Nội và Sài Gòn thì ở các thành phố khác đã chuẩn bị đón Halloween như thế nào nhé. Được mệnh danh là thành phố đi ngủ sớm, hãy thử tìm hiểu xem các bạn trẻ ở thành phố Huế sẽ đón Halloween ở những nơi nào đây. Đầu tiên là phố Tây, giống như Sài Gòn, Huế cũng có một khu phố Tây riêng biệt. Tại đây có rất đông khách du lịch nước ngoài dừng chân nghỉ lại hoặc người nước ngoài định cư lâu dài tại Việt Nam. Vì là khu phố Tây nên vào những kỳ lễ hội quốc tế, khu phố thường trở nên rất nhộn nhịp và sầm uất. Mọi người cùng chung tay tổ chức buổi lễ hoành tráng như tại quốc gia bản địa. Những năm gần đây, giới trẻ ở Huế đã bắt đầu hòa nhập vào các sự kiện lễ hội quốc tế. Khu phố Tây luôn là điểm đến hứa hẹn vào dịp Halloween sắp tới đây. Địa điểm thứ hai là DMC3, lời gào thét của những chiến binh. Là doanh nghiệp lớn có tiếng trong lĩnh vực lữ hành tại Huế, DMC vừa là ba, vừa là chuỗi khách sạn đẹp lòng du khách nước ngoài tại mảnh đất miền Trung. Năm nay, hòa mình vào ngày lễ Halloween cận kề, DMC tiếp tục tung ra sự kiện tiếng gào thét của những chiến binh. Đến tham quan tại đây, không những bạn sẽ bị ám ảnh bởi những màn trang trí rùng rợn mà còn được vẽ mặt và hóa trang miễn phí. Địa chỉ ở số 60 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa điểm thứ ba là trung tâm tiếng Anh, như thường lệ, các trung tâm Anh ngữ quốc tế sẽ luôn tạo một sự kiện chào mừng ngày lễ kinh dị nhất trong năm, lễ Halloween. Lễ hội này không chỉ giúp các em thiếu nhi hiểu rõ hơn về bản sắc văn hóa quốc tế, mà còn đem lại một bầu không khí vui nhộn và năng động cho các bạn trẻ thỏa sức sáng tạo. Điển hình cho chủ hoạt động này là trung tâm Anh ngữ AMA. Với sức ảnh hưởng uy tín của mình, lễ hội Halloween hàng năm được tổ chức bởi trung tâm Anh ngữ AMA luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Hàng trăm vé đều được bán sạch khi vừa công bố sự kiện. Đáp lại sự thịnh tình đó, các thầy cô và ban tổ chức sự kiện cũng đã rất nỗ lực trong mọi công đoạn tổ chức, đem lại một buổi lễ hội cực kỳ công phu và ấn tượng. Địa chỉ ở số 28 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa điểm thứ tư là trường đại học. Không để mình thua kém các em nhỏ, các anh chị tại các trường đại học lớn như Đại học Y Huế, Đại học Kinh tế Huế sẽ không ngừng náo nức chuẩn bị cho ngày hội ma quỷ lớn nhất trong năm. Những năm gần đây, Halloween bắt đầu trở thành một trong những lễ hội được mong mỏi nhất ở giới trẻ Việt Nam nói chung và Huế nói riêng. Tham gia lễ hội, các bạn sẽ thỏa sức sáng tạo những phong cách hóa trang kỳ dị và độc đáo nhất của mình. Địa điểm thứ năm là lễ hội Halloween ở các khách sạn. Là bộ phận trung gian trong việc kết nối khách du lịch và vùng đất tham quan, dĩ nhiên các khách sạn từ nhỏ đến lớn đều không thể bỏ qua ngày hội quốc tế lớn như Halloween. Bên cạnh các tiệc buffet hoành tráng, khách du lịch cũng sẽ tham gia vào dự tiệc hóa trang do chính nhân viên khách sạn tổ chức. Khách du lịch sẽ có cảm giác nhộn nhịp vui vẻ như đang tham dự chính buổi lễ tại quê hương mình. Địa điểm tiếp theo là lễ hội Halloween ở quán bar. Không chỉ DMZ mới nhanh chóng nắm bắt sự kiện Halloween, mà bây giờ hầu như tất cả các quán bar của thành phố Huế đều đã và đang tràn ngập không khí ma quỷ của mùa Halloween. Một số quán bar lớn và đặc sắc mà bạn có thể ghé qua trong ngày lễ Halloween năm nay là Why Not hoặc là Round Nights. Địa điểm thứ bảy là The God Wedding của Kevin Khánh và Khởi My. Được xem như là sự kiện Halloween đáng được mong đợi nhất tại Huế trong năm 2016, event đám cưới ma của cặp đôi đình đám Kevin Khánh và Khởi My sẽ hứa hẹn mang lại cho bạn thật nhiều trải nghiệm thú vị. Không chỉ được gặp trực tiếp giao lưu cùng thần tượng của mình, các tin cố đô còn được tham gia vào buổi đại nhạc hội rock với những DJ vô cùng quyến rũ và cá tính, giá vé là 150.000 đồng cho một người. Địa điểm là ở tại nhà hàng Happyland số 20 Tô Hữu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thời gian tổ chức vào ngày 30 tháng 10 năm 2016. Tiếp theo, bạn có thể đến Thủy Trúc Viên Cà Phê. Tạm dẹp bỏ sự thơ mộng như chính tên gọi của mình, Thủy Trúc Viên Cà Phê sẽ đem đến cho các bạn một ngày lễ Halloween thật vui và ấn tượng. Với chủ đề Đêm hội Halloween Hip Hop Rock, các bạn trẻ sẽ tha hồ quẩy hết mình với những màn vũ đạo cực chất, những bài nhạc rock sôi động cùng những màn hóa trang vô cùng ấn tượng. Đến với Thủy Trúc Viên Cà Phê, bạn sẽ hoàn toàn được miễn phí dịch vụ hóa trang, chỉ cần thanh toán thức uống của mình mà thôi, thật tuyệt phải không nào? Địa chỉ của Thủy Trúc Viên Cà Phê là ở số 24 Lương Ngọc Quyến, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa điểm thứ 9 là đường Phạm Ngũ Lão. Bên cạnh phố Tây thì đường Phạm Ngũ Lão cũng được xem là một con đường lý tưởng cho lễ hội Halloween. Không chỉ có các cửa hàng ven đường buôn bán tấp nập, các dụng cụ hóa trang như mặt nạ, áo váy, lưỡi hái, mà bạn còn dễ dàng bắt gặp rất nhiều con ma đi khắp đường phố. Các tin Huế và du khách nước ngoài cùng xuống đường hòa mình vào không khí lễ hội vui nhộn nhưng vẫn rất lịch sự và văn minh. Địa điểm vui Halloween cuối cùng ở thành phố Huế mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó là Cafe Smile Cafe Theria. Đây là quán cà phê quen thuộc của khách du lịch phương Tây khi đến thăm xứ Huế mộng mơ. Cà phê Smile, cà phê Thiria luôn là điểm đến lý tưởng cho các mùa lễ hội trong năm bởi sự đa dạng trong thực đơn, thân thiện trong cách phục vụ và phong cách hóa trang cũng vô cùng ấn tượng. Đến với cà phê Smile, cà phê Thiria, bạn cũng sẽ được như hòa mình vào vùng đất ghê rợn của quỷ dữ với những món ăn, thức uống cũng được hóa trang rất ghê rợn. Nhớ rủ đồng bọn của mình cùng check-in tại cà phê Smile, cà phê Thiria trong dịp Halloween này nhé! Địa chỉ của quán là ở số 87 Võ Thị Sáu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vừa rồi là những điểm vui Halloween ở thành phố Huế, vậy còn ở thành phố Cần Thơ, thủ phủ của miền Tây, các bạn trẻ miền Tây sẽ vui chơi những địa điểm Halloween ở những nơi nào? Chúng ta cùng khám phá nhé. Đầu tiên là Bến Ninh Kiều ở đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Bến Ninh Kiều tọa lạc trên đường Hai Bà Trưng, nơi đây là một quảng trường rất nhộn nhịp về đêm, đồng thời là địa điểm vui chơi quen thuộc của người dân Cần Thơ. Nằm ở phía tả ngạn sông Hậu, từ Bến Ninh Kiều có thể ngắm cảnh đẹp trên sông Hậu tuyệt đẹp và thưởng thức những món ăn vặt. Do đặc thù là trung tâm vui chơi cộng đồng, diện tích hết sức rộng rãi, các bạn trẻ có thể thỏa thích tổ chức các hoạt động đón Halloween cùng bạn bè của mình ở đây. Một điểm đến vô cùng mới đó là cầu đi bộ. Cầu đi bộ nối Bến Ninh Kiều qua cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều. Nằm cách Bến Ninh Kiều không xa là cầu đi bộ được mệnh danh là cây cầu tình yêu, được đưa vào hoạt động từ 28 Tết năm nay. Đây là địa điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi đang yêu nhau. Thế nhưng vào dịp Halloween, nơi đây hoàn toàn có thể trở thành địa điểm để hợp nhóm bạn bè hoặc gia đình. Vào những ngày cuối tháng 10, chắc chắn nơi đây sẽ có những hoạt động thú vị và mới lạ, thu hút không những các bạn trẻ ở thành phố Cần Thơ mà còn ở các tỉnh thành lân cận. Cầu rộng hơn 7,2m lại được trang trí hệ thống đèn LED về đêm cực kỳ đẹp mắt. Địa điểm tiếp theo là chợ đêm Tây Đô, địa chỉ ở đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Chợ đêm Tây Đô là trung tâm vui chơi giải trí sầm uất về đêm tại thành phố Cần Thơ. Khu vực chợ bao gồm nhiều gian hàng bán đồ lưu niệm, thức ăn, quần áo và đồ gia dụng. Nếu bạn là khách du lịch thì càng phải ghé qua chợ đêm Tây Đô để thưởng thức các món ăn đậm chất miền Tây. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được nhìn thấy sự chân thành, nhiệt tình của con người miền Tây qua những lời gọi mời thân thiết. Vào ngày lễ, chắc hẳn sẽ càng lung linh hơn bởi tiểu thương nơi đây cũng bắt kịp trào lưu của giới trẻ, hẳn sẽ không làm du khách thất vọng. Dạo quanh chợ một vòng, biết đâu bạn sẽ tìm được những phụ kiện hóa trang hay ho và độc đáo cho đêm Halloween thì sao? Bạn cũng có thể vui Halloween ở các rạp chiếu phim. Bạn có thể đến rạp chiếu phim Lotte ở Ninh Kiều, tầng 3 trung tâm thương mại Lotte Mắt, số 84 Mộ Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, hay rạp Lotte Cái Răng ở tầng 1 Pixi Cần Thơ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Hoặc bạn cũng có thể đến rạp CDV, lầu 3 Sen City 1, đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều. Cũng như các thành phố lớn khác ở Việt Nam, vào dịp Halloween năm nay, nhiều bộ phim đề tài kinh dị bơm tấn sẽ được trình chiếu ở Cần Thơ. Hệ thống rạp phim Lotte Ninh Kiều Cái Răng hay rạp phim CGV sẽ mang đến cho bạn những bộ phim hứa hẹn gây bão như căn phòng ám ảnh, trò chơi gọi hồn 2, nhâm nhi bắp rang bơ, nước ngọt và cùng thưởng thức những thứ phim gây cấn. Những giây phút hồi hộp ly kỳ ấy chắc chắn sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ trong dịp Halloween 2016. Điểm đến tiếp theo là trường Đại học Cần Thơ ở đường 3 tháng 2 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. Vừa là một trường đại học lớn của khu vực miền Tây Nam Bộ, vừa là một điểm hẹn dịp Halloween cho các bạn sinh viên. Mỗi khoa trong trường đều tổ chức các hoạt động văn hóa, các buổi biểu diễn văn nghệ riêng. Halloween lễ hội luôn được giới trẻ đón chờ. Chắc hẳn các bạn sinh viên trường Đại học Cần Thơ cũng sẽ náo nước chuẩn bị một đêm lễ hội Halloween thật đáng nhớ. Hàng năm vào dịp lễ Halloween cũng là dịp để các bạn trẻ cùng nhau tranh tài về mức độ sáng tạo và độc đáo của mình. Nếu muốn thưởng thức một đêm lễ tưng bừng náo nhiệt, các bạn có thể cùng bạn bè đến tham gia cùng các bạn sinh viên trường Đại học Cần Thơ nhé. Nếu bạn có sở thích ăn uống thì bạn có thể đến những con đường ăn vặt sau đây. Đó là đường Đề Thám, Trần Hoài Na, Hai Bà Trưng là những con đường quen thuộc của giới trẻ Cần Thơ để thỏa thích ăn vặt. Các món ăn vặt quen thuộc như ốc, bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, trà sữa, trái cây xô, đồ xiên que hay các món lẩu đều có mặt tại đây. Ngồi thưởng thức những món ăn vặt ngon miệng và ngắm nhìn dòng người xuôi ngược đi chơi Halloween, chắc chắn bạn sẽ có một đêm Halloween vô cùng đáng nhớ. Địa điểm cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn ở thành phố Cần Thơ, đó là Santa Coffee, nằm ở số 11B đường Ngô Văn Sở. Quán cà phê Santa Coffee luôn có những chương trình tổ chức chào đón Halloween hàng năm. Còn gì thích thú hơn khi được thưởng thức cà phê và các thức uống khác trong âm thanh ma quái, bài trí đậm chất Halloween tại Santa Coffee? Đặc biệt, chỉ riêng vào dịp Halloween, thực đơn của quán sẽ có thêm món nước Dracula, tên gọi gây tò mò, trang trí ấn tượng cùng hai con mắt quỷ. Thế nhưng, hương vị của món nước Dracula rất tuyệt, một chút cay nồng của rượu vodka, vị ngọt của Coca-Cola và hương trái cây dịu nhẹ sẽ khơi dậy cảm xúc trong bạn. Vừa rồi là các địa điểm vui Halloween ở thành phố Huế và thành phố Cần Thơ của nước ta. Bạn đã có kế hoạch Halloween cho mình chưa? Nếu chưa, bạn có thể suy nghĩ đến một chuyến du lịch trong nước, đến các địa điểm trên cùng bạn bè và người thân của mình. Chắc sẽ là một hành trình vô cùng thú vị. Chúc các bạn sẽ có một mùa Halloween đáng nhớ nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh báo nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!